Chào toàn thể bà con. Lâu lắm rồi em mới quay vào cái video cho bà con xem. Hiện tại thì em đã gia công xong một cái lô lợp ếch đa năng 3 vành 2 hom, rộng 2 tấc 6, loại cỡ trung bình. Đó. Ba cái vành sắt, 2 hom, có khóa kéo. Chiều dài của lợp là 65 phân, rất là dài. Vành 26 phân, rất là to. Đấy, giúp cho bà con có thể đánh được nhiều ếch, nhiều rắn, cá, tép, vân vân. Thì cái tay này của nó là cao là 35 phân, chiều ngang là 1 mét, 3 vành 2 hom. Thì bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là Zalo 096 9911 694. Em giao hàng toàn quốc cho mọi người. Giá thành rất là phải chăng, giá tại xưởng. Cảm ơn bà con đã xem video. Chúc anh em bà con luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Xin chào mọi người.